Em uống ngũ cốc tăng được 5 kg trong 2 tháng và nó giữ nguyên không tăng nữa ha, 1m7 55 kg. Nếu mà các bạn chỉ uống ngũ cốc mà các bạn không cần phải thay đổi lối sống, không cần phải đi tập, thì cái việc mà 2 tháng tăng được 5 kg là nó rất là tuyệt vời các bạn. Rất là tuyệt vời nha. Nhưng mà tại sao khi mà lên được 55 kg rồi nó không tăng được nữa? Thì các bạn phải hiểu cái bản chất của nó. Một cái người mà khi mà họ 50 kg á, thì cái nhu cầu năng lượng của họ nó sẽ khác so với khi mà họ 55 kg. Ví dụ như khi 50 kg thì cơ thể em nó cần khoảng 2.000 kcal một ngày. Đó. Còn nếu mà ăn ít hơn là tụt ký, ví dụ vậy. Và đương nhiên khi lên 55 kg thì nó cần nhiều hơn, ví dụ là 2.200 đi. Đó. Nên bây giờ em ở mức 55 kg mà em vẫn cái duy trì cái cách ăn uống cái khẩu phần như như cũ như ngày xưa thì làm sao nó tăng được ký? Mình phải có kế hoạch cho nó nha. Tức là bây giờ mình phải tăng cái khẩu phần bữa chính của mình lên, hoặc là phải tăng thêm bữa phụ, hoặc là phải tăng cái việc đi tập để mà nó tăng nhu cầu hấp thu lên, thì lúc đó nó mới tăng được ký. Với những bạn mà chỉ cần tăng tầm 3 4 kg thì nhiều khi nó cũng đơn giản. Nhưng với những bạn mà cần phải tăng trên chục ký như bạn á, thì lúc này chúng ta cần phải có kế hoạch cho những giai đoạn. Tại vì sẽ có những cái giai đoạn nó đứng ký mà mình phải tăng cái lượng năng lượng nạp vào lên, thì lúc đó nó mới có thể tăng được cần tiếp nha. Chứ ăn uống như cũ mà bây giờ bác nó tăng nữa là không tăng đâu. Nhưng mà chúc mừng nha, cơ thể em rất có tiềm năng cho cái chuyện tăng cân đấy. Tại vì uống 2 tháng mà tăng được 5 kg là quá ngon rồi nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn.